trái tim và em được vào dù tình xót xa. Nhá. À. Với hôm nay ghép lên một bộ cấu hình giá bình dân anh em này. À, 22.500.000. Rất đơn giản thôi anh em nghe tiếng á. Quân cho tiếng mic to tí nữa. Tiếng mic hay rồi. 1 2 5 6 7 8 9. Tiếng mic quá hay luôn anh em nhé. Đó, do con vang ở đây em sử dụng con vang LX8 anh em nhé. Quân chọn bài KK đi. LX8 anh em nhé. Con này đang là 3.3 triệu. Và như anh em đã thấy là nó, cái chất âm của nó mang lại cực kỳ hay. Hai đường effect riêng biệt. Đó, đây là mic U705 anh em nhé, 2.4 triệu. Và 650. Sử dụng loa TVK12 anh em nhé. Cặp loa này rất là cao, 12.5 triệu. Gặp TVK12 anh em nhé. Gõ cửa trái tim, sao em hờn hờ. Mơ hồn tái tê, lâm cánh thần thờ. Nhận lòng mắt giác tơ, để một môi vơ vơ. Khi không em nhớ anh trong đời chờ. Tiếng kêu nghe bẻ tan, tiếng anh có buồn như lần mà em không chút hỏi han. Anh buồn lắm, gõ cửa trái tim. Rồi ok, dừng nhạc cho anh bận tí. Anh bận cái mic này. Mic này hiện tại đang là cho nhỏ nhạc đi em. Đang là 2.4 triệu anh em nhé. 2.4 triệu. 2.400.000 đồng anh em nhé. Bộ mic này thì cực kỳ là bắt mic, tiếng hay, sáng, dày mic anh em nhé. Và anh em chơi gia đình bộ mic này thì quá là tuyệt vời rồi. Rất là chất với bộ mic này anh em nhé. Nhìn rất đẹp đúng không? Cực kỳ chất luôn. Ở đây thì như em nói rồi, sử dụng đôi TVK12 bát 30 anh em nhé. Cặp này thì giá 12.500.000. Tiền nào thì phải đó thôi anh em ạ. Nó chất lượng, cái này thì cho cái tiếng chung âm rất là tốt. Loa này là nón bằng carbon anh em nhé. Tiếng rất hay, tiếng check của nó cực kỳ nảy luôn. Đó. Và với cặp này thì anh em chơi KK thì quá tuyệt vời luôn rồi anh em nhé. Tiếng chung rất sáng, rất là dày và sáng anh em nhé. Nói chung là khá là chất lượng. Đó. Thì với combo này thì có cục đẩy LA650 anh em nhé. Cục đẩy này đang bán với giá là 4.300.000 đồng, chưa gồm phí ship. Đấy, và LX8 giá 3.3 triệu anh em nhé. LX8 3.3 triệu. Và con 705 này đang là 2.4 triệu. Thì anh em có thể thấy là với combo này em chơi trong gia đình tuyệt cú mèo luôn anh em nhé. Rất hay luôn. Anh em có thể tham khảo với cấu hình này anh em nhé. Thì mọi thông tin chi tiết mua hàng anh em liên hệ trực tiếp cho bên em qua hai số điện thoại bên trên, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com anh em nhé. Bên em giao hàng toàn quốc cho anh em. Đó, rồi ok. Chào tất cả anh em, hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé.